Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Vực giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên. Và gió hoa tàn cười hoặc trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố, hòa một niềm tin reo ca eo ếch ồ. Từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, xuôi tay đón nắng mai cười cho má. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, hướng
trên đường dài tôi đi, tôi thấy như đang bừng sáng cho trái tim Việt Nam. Cần lắm những con người giúp nhau xây đời, nâng đỡ nhau không rời. Miền trời bao la bát ngát đây mà chúng ta vẫn một nhà. Kề vai nhau dẫu có xa lạ, ta cùng nhau vươn xa. Việt Nam ta hướng về khát vọng. Quá nguy hiểm, đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ xã Xuân Tiến. Và người ghi bàn đó chính là Văn Nhất. Những màn ăn mừng đầy cảm xúc trên sân của các cầu thủ xã Xuân Tiến. Này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận bán kết 2 qua giải bóng đá Đại hội Thể dục Thể thao huyện Xuân Trường lần thứ 9 năm 2022 giữa các cầu thủ xã Xuân Tiến và xã Xuân Phương. Chung cuộc thì các cầu thủ FC Xuân Tiến đã giành chiến thắng trước các cầu thủ xã Xuân Phương với tỷ số là 1-0. And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you've got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, hey, it's time to have fun, cause this is Africa. Quý vị các bạn thân mến, trước mắt quý vị các bạn là những hình ảnh đang được truyền đi trực tiếp tại sân vận động trung tâm huyện Xuân Trường. Và chúng ta đang đến với những hình ảnh đầu tiên của trận chung kết giải bóng đá nam đại hội, hiện quyết tâm của cả hai đội trước khi tiếng còi của trận chung kết vang lên. Và như vậy là tiếng còi của trận chung kết giải bóng đá nam Đại hội Thể dục Thể thao huyện Xuân Trường lần thứ 9 năm 2022 đã chính thức vang lên. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Xuân Tiến. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm này. Đó là tình huống treo bóng của Mai Tiến Dung. Tiếp tục và Duy Dương rất hay, một tình huống đá phạt rất hay. Phút thi đấu thứ 20 hiệp 1 trận chung kết giữa Xuân Tiến và Tường Hiệp, và tỷ số trên sân lúc này vẫn là không đều. Quá nguy hiểm, một tình huống treo bóng rất hay. Và rất may là vừa rồi thì Quốc Hưng mình về Xuân Tiến đã chơi tập trung. Rất đây, tình huống đánh đầu của Văn Nhất. Những tình huống ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Tình huống dứt điểm từ xa.
Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Thử thách lớn đối với cầu thủ Duy Dương. Cú vào Xuân Tiến và người thực hiện tình huống này, cú vào này đó là Mai Văn Tài. Mai Văn Tài đối mặt với Khắc Thịnh, như vậy là đã Mai Văn Tài đã thực hiện thành công. Dứt điểm vào rồi. Không vào, duy nhất đã sút hỏng bên. Không vào, quá đáng tiếc. Nửa sút thứ ba đang là một đều. Họ sẽ bảo vệ thành công trước vô địch của mình và đăng quang ngôi vương giải bóng đá năm 2022 được trước bóng là đội trưởng Mai Tiến Dũng. Mai Tiến Dũng và Khắc Thịnh vào rồi. Việt Nam ơi.
sức mạnh cho bao người cùng anh em sẵn cánh không rời đi tự do muôn nơi. Tôi thấy mình đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam cần lắm những con người giúp nhau xây đời nâng đỡ nhau không rời. Gần trời bao la bát ngát đây mà chúng ta vẫn một nhà để vai nhau dẫu có xa. Việt Nam.